ở Việt Nam, theo điều tra, những năm gần đây, bệnh chiếm khoảng 26% và đứng đầu trong các bệnh đường tiêu hóa và có chiều hướng ngày càng gia tăng. Theo Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, có tới 70% người Việt có nguy cơ bị dạ dày. Và thực hiện kế hoạch về truyền thông giáo dục sức khỏe của bệnh viện Bạch Mai, hôm nay bệnh viện Bạch Mai tổ chức về chuyên đề tiêu hóa với sự hỗ trợ của công ty ASAI Việt Nam. Xin nhân thân trọng giới thiệu buổi hội thảo hôm nay có tiến sĩ Vũ Trường Khanh, giám đốc trung tâm tiêu hóa ăn mật bệnh viện Bạch Mai. Giới thiệu ông Long, phó giám đốc trung tâm ăn mật bệnh viện Bạch Mai. Quý đồng nghiệp, trước đây thì cái khoảng khoảng 10 năm thì lúc đầu thì chủ yếu chúng tôi nghĩ là cái chuyện chúng ta tìm cái thế nào để CHP thì có thể được quan tâm. Nhưng mà với cái biến đổi ở Việt Nam cũng như là nhiều quan điểm khác nhau trên thế giới thì gần đây chúng tôi lại đang cố đi ngược chiều tìm xem có những quan điểm nào mà còn trì hoãn chưa triển khai CHP để sao cho chúng ta có cái chỉ định các cái thích hợp. Thứ hai nữa là vì cái tình hình kháng thuốc rất là nhiều đối với con HP, chính vì vậy mà chúng ta cố gắng chọn một phác đồ nào khi mà có chỉ định cần thiết thực hiện. Nữa đó là sao cho mà khi chúng ta sử dụng cái phương pháp đó điều trị một cách hiệu quả nhất. Thì vì vậy tôi tập trung vào ba vấn đề. Kính thưa quý thầy cô và quý đồng nghiệp, thì như các quý thầy cô và đồng nghiệp đã biết, thì vấn đề mà chỉ định HP thì có rất nhiều vấn đề rất rõ ràng, chúng ta không phải bàn cãi. Ví dụ trước đây ấy, thì ta cho là mà vết dạ dày đại tràng có nhiều nguyên nhân, nhưng đến nguyên nhân chính mà hay gặp, thứ nhất là do vi khuẩn HP, thứ hai là do chúng ta sử dụng aspirin và NSAID, còn các cái nguyên nhân thứ ba thì về chỉ định thì rõ ràng khi chúng ta bảo bệnh này thì chúng ta phải chuyển. Thứ hai nữa là một cái bệnh mà ung thư đấy là một loại thương chúng ta điều trị thì là cái chỉ định mà chúng ta không cần phải bàn cãi. Rồi nữa là ở những người mà chúng ta sử dụng NSAID mà có tiêu chuẩn là rất là chán chúng ta thì chuyển HP, bởi vì khi chúng ta chuyển HP thì nó chán sẽ mang lại hiệu quả. Vấn đề tiếp theo đó là chứng khó tiêu và liên quan đến HP. Thì đối với chứng khó tiêu và liên quan đến HP, đây là một câu chuyện rất khó, nghe thì tưởng rõ ràng nhưng mà không phải là đơn giản. Phần sau tôi sẽ trình bày. Tiếp theo đó là những cái bệnh mà không phải là đường tiêu hóa nhưng mà khi mà trên HP thì mang lại hiệu quả. Ví dụ như thiếu máu, thiếu sắt mà không rõ căn nguyên, hoặc là bệnh xuất huyết đại tiểu cầu mà tiên phát thì chúng ta không tìm căn nguyên. Đối với những tiêu mà có liên quan đến HP
nghe thì tưởng là chúng ta rất dễ, tức là gì có chứng chứng có tiêu mà có HP mà không phải đơn giản. Năm 2014 thì là được đồng thuận trên thị trường thì đã cho rằng là nếu mà trường hợp mà có chứng có tiêu còn nếu là chúng ta chiến lược khai thác dưới sáu tháng mà nó xuất hiện trở lại thì chúng ta vẫn coi là chỉ có yếu chức năng mà đồng thời có mặt đặc biệt trong điều trị chế HP là chúng ta có sử dụng các thuốc ức chế bài axit mà trong đó cái EPA thì EPA mà là một trong các thuốc điều trị chỉ có yếu chức năng thì vì vậy mà cũng có thể giảm các triệu chứng trên lâm sàng. Nhưng trong thực tế nó lại không dễ dàng như thế. Trong thực tế thì là một người có chịu chứng chứng có tiêu có thể có HP để có chịu tôi cũng xem xét lại xem mà ngoài cái chuyện đồng thuận của trên thế giới chung thế thì có những cái nước mà người ta cho rằng cái vi khuẩn HP là khủng khiếp nhất, đấy là Nhật Bản. Nhật Bản thì không phải là nước có tỷ lệ ung thư dạ dày hàng đầu trên thế giới, bởi vì hàng Nhật Bản vẫn sau Hàn Quốc. Tuy nhiên thì ở hàng Nhật Bản người ta đã mở rộng để chỉ định, ví dụ như bệnh nhân mà có vi khuẩn có viêm dạ dày mà có HP thì người ta cũng duyệt. Rồi có những cái polyp căng tràn ở dạ dày, người ta cho rằng là chính gây HP là một cái nguyên nhân gây ra polyp căng tràn, do đó người ta cũng có chủ trương duyệt. Rồi những người mà có bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản phải dừng PPI kéo dài thì người ta cũng khuyến cáo là phải duyệt. Bởi vì sao? Nếu chúng ta không duyệt HP mà chúng ta sử dụng PPI kéo dài thì nó làm cho quá trình viêm teo niêm mạc dạ dày nó sẽ tiến triển và sẽ dẫn đến dị sản rồi đến loạn sản và đến ung thư. Thì các bệnh khác mà không thuộc lĩnh vực tiêu hóa, ví dụ như bệnh mề đay mãn tính, một số bệnh như Parkinson, thậm chí Alzheimer và một số cái bệnh nhân tiểu đường type 2 người ta, nhưng không phải là tất cả, thì người ta cũng có. Tức là gì, ở các nước mà nếu mà có chỉ định theo khuyến cáo thì người ta mới có thanh toán bảo hiểm, còn nếu không thì bệnh nhân tự trả tiền. Đấy là sự rất khác biệt. Thế thì ở Nhật Bản chúng tôi xin trình bày với quý thầy cô và quý đồng nghiệp, ở Nhật Bản thì từ năm 2001 thì người ta chỉ chủ trương diệt HP cho những người trường hợp mà có mất dạ dày tá tràng mà có nhiễm HP. Nhưng mà đến năm 2012 thì tại Nhật Bản người ta đã thống nhất là ngoài những cái trường hợp mà mất dạ dày tá tràng ra và những điều trị những căn nguyên khác, ví dụ như xuất huyết do giảm tiểu cầu cũng là căn nguyên rồi, thì người ta thêm là cứ có HP thì người ta diệt, tức là viêm dạ dày người ta diệt. Thì như cái biểu đồ ở phần trên chúng ta xem là từ 2013 thì trung bình nước Nhật một năm diệt được khoảng 1.4 triệu người diệt HP. Trong khi đó thì trước kia chỉ được khoảng vào khoảng 500-600 người thôi. Thế thì chúng ta quay lại để xem cái tình hình nhiễm HP và cũng như chúng ta sẽ bàn luận về những cái vấn đề trong thực hành lâm sàng của chúng ta, nó có thực tế nó có phù hợp hay không. Thì như vậy thì ở Việt Nam của chúng ta là một cái nước mà có tỷ lệ nhiễm HP được khoảng 70%. Tỷ lệ của chúng ta khá cao so với những cái nước, ví dụ như ở cái nước các nước Tây Âu cũng như Úc, là cái nơi mà người ta tìm cho vi khuẩn HP, hoặc là Bắc Mỹ chẳng hạn thì chỉ Bắc Mỹ khoảng 30-40%. Trong khi đó thì ở Nam Mỹ hoặc là Châu Phi có thậm chí 80-90% dân số chúng ta. Trong một cái nghiên cứu thì của Việt Nam cũng khá lâu rồi, 15 năm trước đây, thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ nhiễm HP nó tùy theo độ tuổi.
Nhưng nó có một cái đặc điểm đặc biệt, đó là gì? Cái nhiễm HP ở chúng ta nó rất giống ở các cái nước mà đang phát triển, tức là cái khả năng về điều kiện vệ sinh môi trường và điều kiện kinh tế còn chưa được tốt so với các nước đang đã phát triển. Cái nhiễm HP nó đạt một cái đỉnh cao rất nhanh, thường trẻ em khoảng 4-5 tuổi thì bắt đầu nhiễm HP, và đậu khoảng tầm 15-17 tuổi thì đã đạt được cái đỉnh cao, tức là vào khoảng 60-70%. Nó khác hoàn toàn với các nước mà đã phát triển, ví dụ như Nhật Bản, như Mỹ, thì cái tỷ lệ nhiễm HP này thì nó sẽ tăng dần theo dần dần, và vào khoảng 40-50 tuổi thì nó mới đạt ở cái độ đỉnh, ở cái đỉnh tỷ lệ nhiễm. Nó khác hoàn toàn nhau là như thế. Một điều nữa chúng tôi cũng muốn nói về ở Việt Nam của chúng ta. Ở Việt Nam của chúng ta thì cái tỷ lệ mà tái xuất hiện HP nó vào khoảng một cái nghiên cứu khoảng 15 năm trước đây mà chúng ta hợp tác nghiên cứu với Viện Karolinska của Thụy Điển thì nó vào khoảng sấp chỉ 26%. Tức là tái xuất hiện là gì? Khi mà chúng ta diệt HP xong rồi, sau đó thì chúng ta kiểm tra lại hết rồi, và một thời gian sau chúng ta kiểm tra lại thì thấy có xuất hiện HP thì nó có hai khả năng. Một là nó ta tái phát. Tái phát là gì? Tức là khi mà chúng ta diệt HP thì cái mật độ vi khuẩn HP nó mới giảm xuống, và bằng cái phương pháp phát hiện của chúng ta không thể nào mà phát hiện được nữa, vì cái độ nhạy nó cũng chỉ có một cái ngưỡng nhất định, và sau này thì sau khi chúng ta không điều trị nữa thì nó sẽ các vi khuẩn nó nhân lên. Thứ hai là tái nhiễm là khỏi hoàn toàn rồi, bây giờ nhiễm thì cái chủng có thể chủng hoàn toàn mới. Thế như vậy thì cái tỷ lệ mà xuất hiện ở trong dạ dày của chúng ta sau 11 tháng là rất là cao, vào khoảng 26%. Nước ta là một nước có tỷ lệ nhiễm HP cũng tương đối cao, có thể nói đứng về khoảng xếp hàng thứ hai, vì hàng thứ nhất nó vào khoảng 80-90%, thì chúng ta cũng phải gần 80%. Tuy nhiên thì ung thư dạ dày của chúng ta chỉ đứng thứ 10 trên thế giới sau Hàn Quốc, Mông Cổ, Nhật Bản, Trung Quốc và một số nước nữa. Như vậy là chúng ta cũng chỉ vào một nước là có gọi là trung bình cao, chứ chưa hẳn là một nước mà rất cao. Cũng để chúng ta muốn nói rằng là như vậy không phải là có sự tương quan rất là chặt chẽ giữa cái chuyện là nhiễm HP nhiều, dân số nhiều thì sẽ tỷ lệ ung thư dạ dày sẽ cao hơn. Một điều nữa đó là kháng thuốc ở Việt Nam của chúng ta thì các loại kháng sinh của chúng ta hiện nay là kháng rất nhiều. Cơ bản là bởi vì sao? Thứ nhất là nhóm metronidazole chúng ta dùng rất phổ biến. Đặc biệt là thí dụ như một bệnh ở nữ giới nó có bệnh phụ khoa là chúng ta có thể tự mua uống, chứ không phải có, thậm chí là không phải đến đi khám bệnh. Uống một lần sau không biết có phải bệnh đấy không, nhưng mà cảm giác có một vài triệu chứng như thế chúng ta cũng tự uống. Rồi những nhóm thuốc khác, thí dụ như từ tai mũi họng, nhóm clarithromycin, rồi trong tai mũi họng chúng ta điều trị thậm chí là kéo dài ở những trường hợp mà viêm xoang mãn tính, người ta duy trì thậm chí đến tới 4 tuần chứ không phải là 1 tuần. Rồi nữa ở cái nhóm bệnh mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người ta cũng điều trị để duy trì dự phòng kéo dài. Thế thì đây là những yếu tố mà làm cho cái vi khuẩn HP của chúng ta tiếp xúc với một loại kháng sinh và nó sẽ kháng thuốc ngày càng cao. Các cái nghiên cứu đều thấy cao, và thậm chí kháng kép của chúng ta cũng đều trên 15%. So với các nước thì như vậy chúng ta là một trong những vùng dịch tễ mà khá cao. Thế thì với cái điều kiện của chúng ta là nhiễm HP với một cái tỷ lệ cao, tái xuất hiện cũng cao và kháng kháng sinh cũng cao, thì chúng ta đi chúng ta xem là cái cách thức mà trên thế giới người ta làm việc. Thì đối với những trường hợp mà có chứng khó tiêu mà có xét nghiệm HP thì làm gì? Đối với Mỹ và cũng nói chung các nước thì người ta đều đồng thuận là như thế này: nếu có chứng khó tiêu mà có HP thì lập tức họ diệt HP, thì họ coi đây là một bệnh nhiễm trùng. Đấy, nếu mà diệt HP xong mà có kết quả như phần trước tôi đã trình bày là 6 tháng thì thành công, và lúc ấy người ta cho là do HP. Còn nếu không kết quả thì người ta cho là chứng khó tiêu chức năng, hoặc những cái khả năng thứ hai là xét nghiệm mà không có HP thì người ta sẽ điều trị sử dụng PPI là chính. Như vậy thì quan điểm của các nước này thì đều là sử dụng là muốn diệt HP đầu, chủ trương là diệt HP đầu tiên. Đấy là quan điểm của một số nước đã phát triển và nói chung số đông. Thế thì chúng tôi mới xem lại các cái bản nghiên cứu review trên thế giới thì như thế nào, trong thực tế chứng khó tiêu thì khi diệt HP nó hiệu quả thực sự như thế nào. Thì trong cái nghiên cứu năm 2016 thì với 25 cái nghiên cứu với tổng số hơn 5.000 bệnh nhân, thì đây ở đây họ nghiên cứu là ngẫu nhiên. Thế thì khi đối chứng với nhau người ta thấy rằng là nếu về mặt ngắn hạn thì không có tác dụng, tức là dưới một năm người ta thấy rằng là giữa nhóm diệt và không diệt thì cơ bản cải thiện cuộc sống không nhiều, không có sự khác biệt. Đấy, với chỉ số RR nó chạy từ 0.83 đến 1.9, tức là chạy qua 1. Trong khi đó với dài hạn sau 1 năm thì lại hiệu quả hơn, tức là cái chỉ số R nó lại trên 1 cả. Thế thì người ta có lý giải là như thế này: khi diệt HP thì nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ vết dạ dày tái tràng, mà
khi giảm tỷ lệ mất dạ dày tá tràng thì nó sẽ giảm cái chứng khó tiêu. Chứng khó tiêu thì có thể là chức năng mà có thể là thực thể. Thế như vậy thì rõ ràng về mặt ngắn hạn là chúng ta không đạt được cái hiệu quả mong muốn. Đấy là thứ nhất là trong phân tích của mình. Thứ hai nữa là cũng cái trong phân tích này khi về nói về chất lượng cuộc sống thì người ta thấy rằng tuy vậy thôi nhưng mà khi phỏng vấn về các cái thang điểm đánh giá cuộc sống thì chất lượng cuộc sống của những người chuyển HP và không chuyển HP có thể triệu chứng thì giảm nhưng mà chất lượng cuộc sống thì không thay đổi nhiều. Như vậy thì chúng ta cũng phải cần cân nhắc cái chuyện có chuyển HP hay không. Nữa là chúng tôi đi tìm những cái nơi mà người ta ở những nước đã phát triển rồi mà nó lại có quan điểm là không chuyển HP khi mà có chứng triệu chứng chứng khó tiêu. Thế thì chúng tôi xem cái đồng thuận ở 2016 ở vùng Bắc Âu, đó là cái vùng Greenland của Đan Mạch cộng với Alaska, cái bang của Mỹ và một số vùng của Thụy Điển. Thế thì người ta có một số nhà khoa học người ta đồng thuận thế này. Riêng cái vùng này thì không hiểu lý do gì nhưng mà ở nước đã phát triển nhưng mà HP lại tỷ lệ nhiễm rất cao, trên 60%. Và họ chủ trương rằng nếu một người có chứng khó tiêu thì cái việc đầu tiên của họ là sử dụng các PPI chứ không chuyển HP. Còn nếu có triệu chứng về cảnh báo, ví dụ như ở những người lớn tuổi, ví dụ có gầy sút, có thể đi ngoài và phân đen chẳng hạn, hoặc thiếu máu thì lúc ấy người ta chủ trương soi trước chứ người ta lại không chuyển HP trước. Như vậy thì đây cũng là một điều chúng ta cân nhắc. Không phải tất cả thế giới người ta đều đồng thuận là với những cái đồng thuận hướng dẫn chung từ trước đến nay chúng ta coi mà là chìa khóa vàng chúng ta điều trị chuyển HP là như vậy. Thế thì gần đây này, năm 2020 chúng tôi lại tìm tiếp một nước mà rất gần, một nước được coi là cũng là một nước đã phát triển như Hàn Quốc, tỷ lệ nhiễm HP trung bình là vào khoảng 52% trong Hàn Quốc. Tỷ lệ ung thư dạ dày thì như quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp đã biết là tỷ lệ ung thư dạ dày là rất là cao, cao nhất thế giới. Thế nhưng mà trong khuyến cáo của họ như thế này, đối với những trường hợp mà có chứng khó tiêu thì bao giờ người ta cũng khuyến cáo rằng sử dụng các cái PPI, tức là thuốc ức chế bài tiết axit hoặc kèm theo dùng các cái prokinetic. Nếu mà không thấy đáp ứng thì lúc đó mới chủ trương chuyển HP. Như vậy thì rõ ràng là tôi rất mừng, thì trước nay thì tôi vẫn có rất cân nhắc cái chuyện chuyển HP. Nhưng mà vì là ở Việt Nam trong rất nhiều hội nghị các thầy các cô vẫn có quan điểm mà dùng cái khuyến cáo của các nước đã phát triển, tức là bởi vì sao? Thứ nhất là người ta giàu có, thứ hai là tỷ lệ tái nhiễm người ta thấp, thứ ba là người ta tỷ lệ kháng kháng sinh người ta thấp hơn nhiều. Thế nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta thì thực tế nó lại khác, nhưng mà chúng ta không có điều kiện nghiên cứu cho nên chúng tôi rất khó có bằng chứng, nhưng mà tôi luôn đi tìm ngược thì rất may là chúng tôi đã tìm được một cái bằng chứng nữa, là đó là ở Hàn Quốc người ta cũng xem xét như vậy. Như vậy thì trong những trường hợp nào đó thì chúng ta cũng phải cân nhắc, chứ không phải là theo hướng dẫn quốc tế là chúng ta có thể dùng cho tất cả các bệnh nhân. Thứ hai là vấn đề đối với dự phòng điều trị ung thư dạ dày, ai cũng biết rằng đối với ung thư dạ dày thể không phải tâm vị thì HP đóng một vai trò rất lớn trong gây cơ chế bệnh sinh quả gây ung thư. Đây là một cái nghiên cứu rất kinh điển cách đây 20 năm của tác giả Uemura. Thì ông này ông đã nghiên cứu dọc đối với hai nhóm bệnh nhân, hơn 1.500 bệnh nhân, và ông theo dõi thì thấy rằng ở cái nhóm người mà không có vi khuẩn HP thì trung bình 8 năm không thấy có ai bị ung thư, nhưng mà ở những cái người mà có nhiễm HP thì thấy rằng có một cái tỷ lệ ung thư thì nó khoảng 2.9%. Thế thì ông ấy kết luận rằng là như vậy thì rõ ràng là cái người mà có nhiễm HP đây là nguyên nhân ung gây ung thư và cần phải diệt. 2001. Và Nhật Bản thì họ lúc đó cái thời điểm 2001 họ chỉ chủ trương điều trị diệt HP cho trường hợp tất cả dạ dày tá tràng và chưa chủ trương cho tất cả những trường hợp viêm dạ dày. Ấy nhưng mà khi chúng ta xem lại những nghiên cứu khác, nghiên cứu của Gong và Nakajima năm 2004, sau đó 3 năm thì Gong mới thấy rằng cũng nghiên cứu một cái số lượng tương đương như một quả tác giả Uemura, thì khi theo dõi dọc cũng khoảng 8 năm thì ông mới thấy rằng là diệt HP thì có vẻ tỷ lệ ung thư dạ dày giảm hơn so với người mà không điều trị diệt HP, tức là dùng giả dược. Thế nhưng cái sự khác biệt lại không có ý nghĩa thống kê về mặt y học, vì bởi vì cái con số P nó bằng 0.33. Vậy ông ấy đặt ra một câu hỏi là phải chăng như vậy thì diệt HP cũng có thể giảm nhưng mà cũng vẫn còn ung thư dạ dày, thì cũng không thực sự là có ý nghĩa về mặt khoa học. Nhưng mà khi phân tích giữa nhóm thì ông ấy thấy rằng có một điều đặc biệt là diệt HP ở những người nào mà chưa có cái biểu hiện của viêm teo niêm mạc dạ dày, chưa có dị sản ruột và chưa có loạn sản thì có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê rất rõ rệt với P bằng 0.02. Và ông ấy kết luận rằng như vậy nếu diệt HP mà để dự phòng thì phải diệt ở giai đoạn mà chưa có viêm teo, chứ còn nếu mà đã viêm teo rồi thì sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Nhưng mà trong thực tế lâm sàng ở Việt Nam của chúng ta thì khi mà đã có HP mà đến khám chúng ta thì ở tuổi thường cũng không phải là trẻ, cũng phải 35, 40 chẳng hạn rồi. Và nếu mà nhiễm mà từ thời mà
mà 14 tuổi rồi thì nó quá trình là rất dài và thường viêm teo là khó, thậm chí diện sinh sản ruột cũng có rồi. Như vậy thì rõ ràng khi chúng ta mà diệt HP đi rồi thì vẫn còn có khả năng vẫn bị ung thư dạ dày, chứ không phải là chúng ta hết hoàn toàn nguyên nhân. Như vậy thời điểm diệt là rất quan trọng, nhưng cái thời điểm này chúng ta không thể quyết định được. Thì phần lớn bệnh nhân khi có triệu chứng đi kiểm tra thì thời điểm đó là thường thời điểm không còn sớm, bởi vì nó đã có viêm teo rồi. Thế thì trong cái năm 2016 tác giả Ly đã chứng minh rằng là khi mà diệt HP thì làm giảm số lượng bệnh nhân ung thư dạ dày. Thì như vậy thì tóm lại là nhìn vào chúng ta thấy rằng nhiều ít là khi giảm diệt là có giảm. Thế nhưng mà một điều nữa là chúng tôi cũng thấy rất lý thú là năm 2019 thì tôi tìm một cái bài review của tác giả Uno của Nhật Bản, thì ông ấy nói như thế này: nước Nhật bắt đầu từ 2013 thì người ta bắt đầu diệt HP cho tất cả những người nào mà có viêm dạ dày đều diệt hết. Thế thì theo kỳ vọng của các nhà khoa học là tiêu hóa ung thư rồi của Bộ Y tế Nhật Bản thì cái bệnh ung thư dạ dày này nó sẽ giảm rất nhanh, và họ tiên lượng rằng với cái giảm thì trên cái biểu đồ là cái biểu đồ mong muốn, tức là cái chấm xanh là mong muốn, cái biểu đồ mà chấm đỏ ở dưới là cái biểu đồ mà mong muốn nó sẽ giảm. Thì theo tiên đoán của họ thì vào năm khoảng 2020 hoặc 19 thì tỷ lệ mà tử vong do ung thư dạ dày ở những Nhật Bản hàng năm chỉ còn vào khoảng 30.000 người. Nhưng rất tiếc năm ngoái sau khi thống kê thì họ mới ngã ngửa ra rằng là con số này còn khoảng hơn 45.000 người. Như vậy trong thực tế nó đã khác xa với lại dự đoán, mặc dù các nghiên cứu nhỏ của cả toàn nước Nhật thì đều chứng minh rằng là khi diệt HP thì sẽ làm giảm cái tỷ lệ ung thư dạ dày. Nhưng con số thực của ung thư dạ dày ở Nhật Bản lại không giảm như kỳ vọng. Rõ ràng họ đặt ra một câu hỏi rằng cái kỳ vọng mà do HP không hẳn là giải quyết hết vấn đề. Trong một những cái chuyên đề khác chúng tôi sẽ nói sâu về phần này, và rất lý thú là người ta thấy rằng nó không đơn giản mỗi con vi khuẩn HP mà là cả hệ sinh vật ở trong đường tiêu hóa của chúng ta. Như vậy thì rõ ràng đây là một bằng chứng khoa học đã chứng minh rằng khi chúng ta có diệt HP làm giảm cái tỷ lệ ung thư dạ dày nhưng vẫn còn nguyên nguy cơ và cái khả năng mà bị ung thư dạ dày rất cao. Bây giờ chúng tôi xin bàn đến cái chủ đề cuối cùng, là chúng bạn bàn đến chủ đề mà chúng ta lựa chọn cái phương pháp, nếu mà chúng ta thực sự cần phải diệt rồi thì chúng ta chọn phương pháp nào để tốt nhất. Thế thì chúng ta quay lại một chút để chúng ta phải xem bình thường cái vi khuẩn HP của chúng ta thì nó nằm ở trong cái nước mà nhầy sát cái niêm mạc của dạ dày. Nhưng mà vi khuẩn HP nếu cái pH ở trong dạ dày bằng 1-2 ở người bình thường của chúng ta khi đói thì cái pH của quanh con vi khuẩn này nó vào 4-6 và nó không nhân lên. Chính vì vậy chúng ta có dùng kháng sinh thì vi khuẩn cũng không có tác dụng điều tiết. Nhưng mà khi nào pH mà chúng ta đưa lên được trên 5 ở xung quanh ở trong lòng dạ dày thì cái pH ở xung quanh con vi khuẩn sẽ đạt đến trên 6-8, thì lúc đó con vi khuẩn nhân lên và kháng sinh chúng ta mới thực sự có tác dụng. Đấy, một điều thứ hai nữa là ngoài chuyện là cái kháng sinh có tác dụng để diệt HP khi mà cái pH cao thì một số kháng sinh ví dụ như amoxicillin và nhóm clarithromycin sẽ ảnh hưởng bởi cái pH của dạ dày. Ví dụ như nhóm clarithromycin nếu mà pH bằng 1 thì nó chỉ có còn khoảng đến 10%, nhưng mà khi lên được trên 4 thì nó đã đạt được 96%, và trên 5 thì nó đạt được 10%. Và cái ngưỡng mà thường mà người ta pH ở dạ dày của muốn được đạt được HP tốt thì thường người ta có cái ngưỡng đó là pH trên 5. Thế thì trong những nghiên cứu từ 2013 của tác giả Nhật Bản thì người ta cũng chứng minh rằng bản thân amoxicillin và clarithromycin nếu mà hai thuốc này không có PPI diệt nó chỉ ở khoảng 25%, nhưng mà thêm PPI vào phác đồ bộ 3 cái thời điểm đó nó chưa kháng thuốc nhiều thì nó đạt được 90%. Tương tự như vậy, nếu dùng metronidazole cộng với clarithromycin thì nó đạt được 70%, nhưng mà cho thêm cái nhóm PPI vào nữa thì nó đạt thêm được khoảng sấp xỉ 90%. Như vậy thì PPI thực sự là một cái thuốc mà có tác dụng diệt nồng rất tốt để khi mà chúng ta chọn để diệt HP. Một điểm nữa là chúng ta thấy rằng là cái pH nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái mức độ khả năng diệt, tức là cái mức của cái vi khuẩn. Ví dụ như đối với nhóm metronidazole và nhóm doxycycline hoặc tetracycline thì chúng ta xem là cái pH nó không ảnh hưởng. Nhưng mà chúng ta nhìn với cái nhóm quinolone chẳng hạn thì nó ảnh hưởng rõ ràng. Đấy. Rồi cái nhóm khác, ví dụ như nhóm ampicillin, nhóm erythromycin nó ảnh hưởng. Và trong cái nghiên cứu của Sugimoto thì ông đã thấy rằng là nếu mà cái pH ở cái nhóm ấy, xem là cái pH ở dạ dày họ đo thì cái nhóm mà thể diệt thành công thì trung bình nó vào khoảng 6,4.
Thế trong 24 giờ có những nhóm kia thì nó vào khoảng chỉ có 5,2, có sự khác biệt, có ý nghĩa thống kê rõ ràng ở cái nhóm như vậy. Thì cái pH trong dạ dày nó quyết định rất lớn đến cái chuyện mà thành công với diệt HP. Chính vì vậy mà khi PPI người ta mới thử nghiệm liều tăng gấp đôi, nó tăng được khoảng 8% đối với diệt HP trong cái nghiên cứu rồi. À, chúng tôi cũng xin trình bày thêm về cái ảnh hưởng của cái chuyển hóa của PPI. Thì các cái PPI của chúng ta thì một số PPI được chuyển hóa qua ở CYP2C19 rất mạnh, một số thì chuyển hóa vừa. Nhưng mà cơ thể chúng ta thì có 3 loại. Thứ nhất là chuyển hóa nhanh, tức là cái ADN là 1.11, chuyển hóa trung bình, chiếm phần lớn thì là 1.2, 1.3, và chuyển hóa chậm thì là 2.2, 3.3 và 2.3. Thì nếu mà chúng ta rơi vào cái nhóm chuyển hóa trung bình và chuyển hóa chậm thì cái PPI chúng ta không có đáng lo ngại. Nhưng nếu chúng ta rơi vào chuyển hóa nhanh, tức là gì, khi vào nó sẽ chuyển hóa thì lúc đó sẽ làm cho cái hoạt tính của PPI nó giảm đi, thì lúc đó chúng ta lại cần phải xem xét. Thế thì trong Việt Nam chúng ta cái nghiên cứu về CYP20/19 thì nó cũng không được nhiều lắm, nhưng mà có một số cái nghiên cứu thì đã được công bố quốc tế. Chúng tôi thấy rằng là có một cái nghiên cứu hợp tác với Hàn Quốc thì cái tỷ lệ mà chuyển hóa nhanh của chúng ta không như lúc đầu chúng ta nghĩ đó là chỉ được nó thấp, mà nó tới chiếm tới 44.9%, như vậy là không ít. Đấy. Thế thì con số này tất nhiên nó cũng không đại diện, mà nó mới chỉ nghiên cứu ở 165 người Việt Nam, và có một số nghiên cứu khác chúng tôi cũng xem thì nó cũng vào khoảng từ 3-40%, như vậy là chuyển hóa nhanh. Như vậy, và thứ hai là chúng ta xem lại những nghiên cứu gộp, và người ta thấy là nếu ở những người chuyển hóa PPI trung bình hoặc chậm thì các cái PPI thế hệ 1 và thế hệ 2 không ảnh hưởng, nhưng mà đối với cái chuyển hóa mà ở người chuyển hóa nhanh ấy, thì cái PPI thế hệ 2 mà tỏ ra hữu hiệu hơn. Thế thì PPI thế hệ 2 thì có những thuốc nào? Đó là nhóm rabeprazole và isomiprazole. Thì hai thuốc này, chính vì vậy mà trong khuyến cáo Matrix năm 2016 thì người ta đã khuyến cáo là sử dụng cái thế hệ 2 thì lựa chọn ở nơi chuyển hóa cao, vì ở đấy họ chỉ nói cho vùng Bắc Mỹ và châu Âu. Thế thì ở Việt Nam của chúng ta vì cái tỷ lệ kháng kép hai thuốc nó tăng trên 15%, chính vì vậy mà chúng ta phải chỉ có một con đường lựa chọn, đó là chúng ta sử dụng cái phác đồ bốn thuốc có bismuth. Bốn thuốc có bismuth này thì chúng ta thì ở Việt Nam các nghiên cứu của chúng tôi thấy đều còn đạt được khoảng sấp xỉ 90%. Như vậy là đây là một trong những thuốc mà tỏ ra có hiệu quả. Như vậy thì cuối cùng chúng ta phải cân nhắc diệt HP có hai thứ mà chúng ta phải cân nhắc. Thứ nhất là trứng khó tiêu. Thế giới thì nói là trứng khó tiêu mà có HP thì cứ phải diệt trước, nhưng mà với những bằng chứng mà chúng tôi tìm thấy những thực tiễn Việt Nam thì chúng tôi phải xem cân nhắc. Thứ hai là đối với phòng ung thư dạ dày thì đừng quá lo sợ mà vì thấy ung thư dạ dày mà diệt HP cho tất cả những người nào có HP, bởi vì thực tế đã chứng minh rằng nó có giảm nhưng không phải hết. Nếu chúng ta mà diệt HP mà ở thời điểm đã có viêm teo rồi mà chúng ta quên sau 3 năm mà chúng ta không tầm soát lại thì rõ ràng cái nguy cơ ung thư dạ dày vẫn còn nguyên. Thứ hai là chúng khi mà đã cần phải điều trị thì phác đồ của bốn thuốc của bismuth là lựa chọn đầu tay, và phác đồ levofloxacin là chúng ta chọn phác đồ thứ hai. Thời gian dùng thuốc là 14 ngày, PPI chúng ta liều gấp đôi và ưu tiên lựa chọn PPI thế hệ 2 thì sẽ giúp cho hiệu quả tốt hơn so với thế hệ 1. Và xin cảm ơn các quý cô và quý vị. Vâng, xin cảm ơn thầy Khanh đã có bài chia sẻ rất là ý nghĩa và rất thiết thực đối với cái tình trạng hiện nay về viêm lết dạ dày. Thì do thầy Khanh có việc bận cho nên là thầy sẽ giải đáp cũng như là các câu hỏi của anh chị ngay bây giờ. Chúng ta cũng thảo luận luôn về cái nội dung của thầy Khanh. Thì xin tất cả các đầu cầu chúng ta đã câu hỏi. Trước tiên là xin có câu hỏi đầu tiên ạ, của bạn Văn Huấn trên Facebook có hỏi thầy Khanh một câu. Thầy cho chúng em hỏi triệu chứng của nhiễm HP là gì ạ? Dạ vâng, thực ra thế này ạ, nhiễm HP phần lớn là không có triệu chứng. Bởi vì nhiễm HP từ lúc nào chúng ta cũng không hề biết. Và vô tình thì khi chúng ta kiểm tra thì chúng ta biết là nhiễm HP thôi. Và khi mà nhiễm HP nó gây ra, ví dụ như lết dạ dày đại tràng, chúng ta biết thực ra đó là những biến chứng của nhiễm HP, chứ không phải là nhiễm HP. Có những tác giả trên thế giới người ta cho rằng nó giống như viêm gan virus B. Nó có giai đoạn là viêm cấp, nhưng mà nó thầm kín, người ta cũng không biết nó chuyển từ lúc nào. Nhưng có thể là triệu chứng mờ nhạt hoặc không có triệu chứng. Chính vì vậy mà người ta không biết từ nhiễm khi nào, mà nó không có triệu chứng đặc điểm đến nhiễm HP. Mà chỉ khi nào ra có bệnh thì ta mới tìm xét nghiệm HP mà thôi. Dạ, vâng, cảm ơn thầy Khanh. Một câu hỏi mà chúng ta thường gặp
đối với các bác sĩ là GHP có giảm nguy cơ ung thư dạ dày không? Dạ vâng, các nước thì cứ chăm chăm vào GHP, nhưng mà tôi thì quan điểm tôi vẫn có một cái suy nghĩ là như thế này. Ta GHP chúng ta phải tính toán, những người có nguy cơ cao thì chúng ta phải diệt. Ví dụ như bố mẹ anh em ruột mà bị ung thư dạ dày thì nên diệt. Bởi vì ung thư dạ dày ngày nay người ta coi là có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất ý, đó là vấn đề mà về cơ thể vật chủ. Thứ hai là vấn đề môi trường thì không có HP. Nhưng mà không phải là mỗi chỉ có HP, môi trường ví dụ như các bạn sử dụng nhiều muối chẳng hạn, người ta thấy rằng cũng có nguy cơ tăng ung thư dạ dày. Và đến nay những tài liệu mới nhất bây giờ chúng tôi còn thấy rằng là cái giai đoạn mà khi vi khuẩn HP ấy, nó biến mất rồi ấy, thì người ta thấy rằng ở những người ung thư dạ dày ấy, thì cái rối loạn cái hệ vi khuẩn tại đường ruột cũng rất là nhiều. Và cái người ung thư cũng rất khác so với cái người mà không bị ung thư, kể giai đoạn ung thư sớm. Chính vì vậy mà chúng ta cũng phải cân nhắc những người nào thực sự cần thiết. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ GHP xong tất cả mọi người thì thứ nhất là không có khả năng. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ còn bỏ quên cái vấn đề nữa. Chúng ta nghĩ rằng là khi mà điều trị GHP xong rồi thì nó sẽ không có ung thư dạ dày. Mà điều trị HP rồi thì vẫn có thể ung thư dạ dày, đó là loại ung thư dạ dày mà không phải đơn vị. Bởi vì sao? Nó đã viêm teo rồi thì nó sẽ có thể vận chuyển thành dị sản ruột và ngọ sản và ung thư. Thứ hai là có một thể ung thư dạ dày nữa là ung thư tâm vị. Ung thư tâm vị lại không liên quan đến HP mà chúng ta vẫn có thể bị ung thư. Vâng. Thầy, sau khi mà thầy bảo hỏi đi thì các bạn hỏi liên tục ở đây rất nhiều ạ. Bạn Nguyễn Thị Hải Đường có hỏi: cho em hỏi, để chẩn đoán nhiễm HP thì test hơi thở hay nội soi làm mẫu colotest chính xác hơn ạ? Về mặt nguyên tắc ấy, thì thế này, các nước trên theo hướng dẫn của thế giới thì hai phương pháp người ta cho rằng đều 90%. Nhưng mà thực ra nó như thế này ạ, nếu mà chúng ta chưa điều trị gì thì khả năng có thể là trên 90% thật. Nhưng mà sau điều trị thì lại khác nhau. Sau điều trị thì về nguyên tắc ấy, thì cái vi khuẩn HP mật độ nó rất thấp. Nếu mà chúng ta vẫn sử dụng sinh thiết hai miếng ở miếng hang vị và thân vị thì cái tỷ lệ phát hiện độ nhạy nó sẽ giảm hẳn xuống. Chính vì vậy mà lúc đấy test thở chúng ta kiểm tra lại là phương pháp mà sẽ có độ nhạy cao hơn. Đấy, chính vì vậy mà trên lâm sàng thường chúng tôi vẫn nghĩ đến trường hợp mà test qua nội soi mà âm tính thì chúng tôi vẫn cho test thở sau khi điều trị chúng ta kiểm tra lại. Là như vậy. Dạ, cảm ơn thầy. Một câu hỏi của bạn Huyền Bích. Tiến sĩ cho biết có nhiều trường hợp bệnh nhân được chỉ định dùng kháng sinh diệt HP rất lâu dài, vài tuần dùng kháng sinh, soi lại HP vẫn dương tính. Quan điểm của tiến sĩ trong điều trị có cần diệt không? Đầu tiên thì chúng ta phải xác định lại là có thực sự có chỉ định hay không đã. Bởi vì trong thực tiễn lâm sàng là có rất nhiều bệnh nhân như thế này, đến cái thì bác sĩ tìm thấy có HP xong diệt ngay, diệt bảo giải thích cho bệnh nhân là rất nguy hiểm phải diệt. Đến khi diệt không thành công rồi thì lại phải giải thích cho bệnh nhân thôi cứ để phải theo dõi. Thì bệnh nhân rất hoang mang, bởi vì lúc đầu bảo chúng tôi là diệt, bây giờ bác lại bảo là không diệt được nữa thì bác lại bảo tôi để theo dõi thì rất là khó khăn. Điều đầu tiên là chúng ta phải xác định là có thực sự cần không. Quan điểm của tôi thì rất cố gắng hạn chế, bởi vì khi mà tỷ lệ kháng sinh của chúng ta rất cao thì chúng ta thật sự cần thiết chúng ta mới diệt, còn nếu không thì thôi. Còn nếu trong trường hợp mà diệt rồi mà nó kháng thuốc thì đúng là lúc ấy chúng ta phải chấp nhận bằng theo dõi bằng nội soi. Dạ. Yeah. Câu hỏi tiếp theo của bạn Vinh, tức là Ngô Văn Vinh ạ. Thầy cho em hỏi liều PPI căn cứ vào những gì ở bệnh nhân HP dương tính ạ? Liều PPI ạ, vâng. Căn cứ vào những gì ở bệnh nhân HP dương tính? Dạ vâng. Như phần trước tôi đã trình bày rồi, cái PPI nó có hai tác dụng. Thứ nhất là làm cho vi khuẩn nhân lên mạnh, và lúc đó thì kháng sinh nó bị. Vì kháng sinh của chúng ta nó chỉ có tác dụng khi mà vi khuẩn nhân lên. Thứ hai là nó có tác dụng là ổn, làm cho cái kháng sinh nó ổn định đối với một số thuốc, ví dụ như amoxicillin hoặc clarithromycin. Chính vì ở PPI chúng ta phải chọn loại nào đạt cái hiệu quả ức chế tối đa. Thế thì người ta thấy rằng là cái thế hệ hai tối đa, kể cả những người mà chuyển hóa nhanh thì nó vẫn giúp đỡ được, thì chúng ta cố gắng thế hệ hai. Câu hỏi của bệnh nhân ạ, có tên Facebook là Văn Huấn. Em đã đi khám ở bệnh viện mình và được chẩn đoán là bị viêm dạ dày nhưng không được chỉ định làm xét nghiệm nghiệm tìm HP. Thầy cho em hỏi tại sao? Dạ vâng, tôi cũng xin, bởi vì thời gian có hạn thì chắc là chúng ta lên câu này cũng là câu cuối cùng. Thật ra mà nói cũng như vấn đề trước tôi mới nói rồi đấy. Đến những cái vùng Bắc Âu hoặc vùng Greenland hoặc là Alaska chẳng hạn thì người ta đã hướng dẫn nếu có triệu chứng của chứng khó tiêu
thì chúng ta vẫn sử dụng PPI và điều trị trước. Nếu không có rồi chúng ta mới làm HP. Chỉ vậy thì nếu có làm HP không, HP không phải quan trọng đối với trường hợp mà có viêm dạ dày. Chúng tôi xin thập cứu nữa, nếu trong một cái chuyên đề buổi nào đó tôi sẽ nói trao đổi rất sâu về cái chuyện là bác sĩ viêm dạ dày. Bác sĩ viêm dạ dày lúc đầu ngày xưa tôi chỉ tưởng là ở Việt Nam có từ bác sĩ viêm dạ dày thôi, thì ai nào soi thì cũng có viêm dạ dày và bác sĩ khi thấy viêm dạ dày là cái thuốc. Nhưng mà hóa ra các nước phương Tây cũng có cái từ đấy, có hẳn thuật ngữ, và chúng tôi rất may mắn khi tôi tìm và đọc được cái điều này tôi rất lý thú. Hóa ra là ở phương Tây các bác sĩ cũng được gọi là bác sĩ viêm dạ dày, bởi vì không mấy người mà soi dạ dày không có viêm, có viêm mà không có triệu chứng điều trị. Chính vì vậy mà không cần thiết phải điều trị trong trường hợp không có triệu chứng. Và tôi cũng xin phép là còn để còn bài thứ hai của tiến sĩ Nguyễn Công Long, và xin cảm ơn tất cả các quý thầy cô, quý đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn thầy. Tiến sĩ Vũ Trường Khanh đã có cái bài phát biểu bài với chúng ta buổi chiều hôm nay rất là thiết thực, rất là hay, và xin cảm ơn tiến sĩ. Hy vọng rằng các câu hỏi của các anh chị ở các đầu cầu cũng như trên Facebook sẽ được các thầy như ban tổ chức chúng tôi sẽ lưu lại và trả lời khi chúng tôi có thể. Xin cảm ơn tiến sĩ. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, chúng ta có hai phần của chiều hôm nay với hai cái nội dung trong chương trình hôm nay. Chúng ta vừa đi qua phần nội dung ban đầu về HP, một loại khuẩn mà thường bệnh nhân rất là lo sợ khi mà thấy là có kết quả dương tính. Và chúng ta cũng đã được nghe một số những câu trả lời. Tuy nhiên do thời lượng quá hạn và thầy Khanh đã không có thời gian để trả lời hết các câu hỏi của anh chị. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận những câu hỏi của anh chị và sẽ trả lời sau. Và tiếp theo tôi xin trân trọng kính mời và giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Công Long sẽ đến với buổi hội thảo chúng ta với nội dung tối ưu hóa quản lý GE. Xin kính chào các quý thầy thuốc, các anh chị đồng nghiệp. Thì hôm nay tôi cũng xin chia sẻ cái chủ đề. Thực ra thì cái chủ đề này nó không mới. Tuy nhiên là gặp rất là nhiều những cái bệnh nhân đến khám bệnh và rất nhiều chuyên khoa, đặc biệt là chuyên khoa tiêu hóa, chuyên khoa tai mũi họng. Rồi thậm chí là tim mạch cũng có thể gặp những cái bệnh nhân bị bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản, hay mình còn gọi là GERD. Thế theo như những cái thống kê rất là cũ rồi thì thấy cái tỷ lệ mà bị mắc GERD ở trên thế giới, đặc biệt là với cái tỷ lệ rất là cao. Tuy nhiên đối với châu Á thì trước đây thống kê thì thấy ít hơn về tỷ lệ mà mắc cái GERD, nhưng mà theo những nghiên cứu gần đây thì những cái tỷ lệ mắc thì bắt đầu thế thì tần suất mà gặp ở người châu Á mà người ta theo những cái thống kê khoảng 7% dân số là có những cái biểu hiện triệu chứng của GERD. Ở Việt Nam thì thực ra những cái nghiên cứu thống kê đầy đủ hiện nay chưa có, tuy nhiên là với những cái kinh nghiệm trong lâm sàng thì thấy cũng khá thường gặp trong các cái bệnh nhân mà đến khám chuyên khoa tiêu hóa hay là chuyên khoa về tai mũi họng thì cũng là một bệnh lý mà khá thường gặp. Thế thì đó là một cái biểu hiện bệnh lý mà gây ra khó chịu mà bệnh nhân người ta phải đi gặp thầy thuốc. Thì ở đây người ta chia ra làm hai cái nhóm chính, một là nhóm bệnh lý mà có những cái biểu hiện ở thực quản, thì có thể là khi mà mình hỏi mà có những cái biểu hiện điển hình ví dụ như nóng rát sau xương ức, đau ngực, hoặc là các cái tổn thương mà trên nội soi chúng ta có thể nhận biết được các cái tổn thương viêm thực quản do trào ngược ở các cái mức độ khác nhau, thì đây là những cái tổn thương thực ở thực quản mà có thể đến với chúng ta, đến với thầy thuốc chúng ta. Tuy nhiên là bệnh lý rồi thì nó lại có nhóm có thể gặp bệnh nhân mà bệnh lý người ta gọi là triệu chứng thực quản, ví dụ như người dân có tổn thương ở phổi chẳng hạn, hoặc là tổn thương viêm thanh quản,
hoặc những tổn thương ở những cái hen phế quản rồi viêm họng. Rất nhiều bác sĩ sau khi soi tai mũi họng thì khuyến cáo là bệnh nhân phải điều trị bệnh lý trào ngược, và sau khi điều trị bệnh lý trào ngược thì bệnh nhân cũng có cải thiện được triệu chứng. Thì đây là những bệnh biểu hiện người ta gọi là những triệu chứng ngoài mà chúng ta có thể gặp. Không bấm tiếp được lại tôi nhỉ. Next slide. Thực ra về cái cơ chế mà gây ra những bệnh lý tràn ngược thực quản thì cũng khá là phức tạp, nhưng mà tiệu chung lại thì nó có hai cái cơ chế chính. Một là mà cơ chế về những cái giảm nhu động ở thực quản. Như chúng ta biết là thức ăn khi mà xuống thực quản thì qua thực quản nó chuyển xuống dạ dày, thì ở cái cơ chế này thì nó có một cái cơ chế nó gọi là khả năng làm sạch thực quản, tức là cái thời gian nhu động của thực quản nó bị rối loạn và nó không có tác dụng, những cái co bóp nó không có tác dụng làm sạch thức ăn. Thứ hai là giảm nhu động, ở đây là giảm cái nhu động, cái trương lực của cơ thắt, trương lực cơ thắt dưới của thực quản. Đây là hai cái cơ chế chính mà có thể gây ra cái bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Ở đây là liên quan đến giảm nhu động cũng như là liên quan đến các cái rối loạn, những cái bất thường về cấu trúc, cơ chế về cấu trúc, ví dụ như là có liên quan một số những cái bệnh nhân mà có các cái thoát vị khe thì cái tỷ lệ mà trào ngược dạ dày thực quản lại nhiều hơn, nó gây ra rối loạn cái chức năng của cái cơ thắt dưới của thực quản. Rồi các yếu tố ở phía dưới, tức là ngoài cái yếu tố ở thực quản, đấy là cái yếu tố của thực quản. Thứ hai là ở dạ dày. Ở dạ dày thì nó có những cái túi axit, thế sau đó người ta có những cái thuốc mà nó tạo những cái cơ chế, nó tạo thành những cái màng ngăn. Thực chất của cái bệnh lý trào ngược là do axit từ dạ dày lên thực quản, và thực quản những cái niêm mạc của thực quản thì nó không chịu được axit, cho nên nó gây ra những cái triệu chứng, rồi có thể là gây ra có thể gây tổn thương viêm của thực quản tùy từng mức độ rất là khác nhau, đúng không ạ? Rồi là cái khả năng tình trạng tăng tiết của dạ dày, nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nhưng cái cơ chế chính vẫn là cái cơ chế mà từ cái cơ thắt dưới và những cái cơ chế kém nhu động ở thực quản, nhu động của thực quản. Thế thì các cái triệu chứng ngoài thực quản thì cũng khá thường gặp ở đây, những các cái biểu hiện ho mạn tính rồi viêm họng mạn tính thì hiện nay là cũng gặp rất là nhiều bệnh nhân. Và chúng ta khi mà chúng ta sử dụng các cái thuốc để điều trị bệnh lý trào ngược thì thấy có hiệu quả những bệnh nhân này. Rồi là những cái bệnh nhân mà có thể đến với các bác sĩ tim mạch với những cái biểu hiện đau ngực, tuy nhiên là làm các cái xét nghiệm để chẩn đoán bệnh lý về tim mạch thì hoàn toàn là không thấy những cái biểu hiện bệnh lý về tim mạch. Nhưng khi mà hỏi kỹ bệnh nhân và điều trị theo những cái hướng mà viêm trào ngược thực quản thì bệnh nhân được cải thiện. Đây là những nghiên cứu mà người ta thấy là các cái biểu hiện trào ngược mà có thể xuất hiện ở những cái bệnh nhân đau ngực mà không có giải thích được nguyên nhân. Đúng không? Về chẩn đoán bệnh lý trào ngược thực quản thì thực chất là người ta dựa hầu hết là dựa vào hỏi bệnh, triệu chứng của bệnh. Đặc điểm triệu chứng điển hình là nóng rát ở đằng sau xương ức, đúng không ạ? Thế và đây là các cái nghiên cứu ở người châu Á, thì người ta thấy rằng là các cái phương pháp chẩn đoán thì trong đó soi dạ dày để chẩn đoán ở đây chỉ 30-35%, nhưng thực chất là chúng ta biết là viêm thực quản mà có tổn thương ở thực quản ở những cái bệnh nhân trào ngược nó chỉ rơi vào khoảng 35-40% bệnh nhân thôi. Thế còn những cái bệnh nhân mà có biểu hiện triệu chứng trào ngược hoàn toàn không có triệu chứng hay là ngữ là nồng đấy ạ, thì lại là từ 60-65%. Sau đó là soi hoàn toàn không có tổn thương gì ở dạ dày nhưng vẫn có cái biểu hiện triệu chứng của trào ngược thậm chí rất là nặng nhưng mà không có tổn thương ở dạ dày. Thế cái chẩn đoán thứ hai là khi mình hỏi bệnh nhân
mà chúng ta nghi là bệnh lý trào ngược thực quản, thì chúng ta có thể là điều trị thử để chẩn đoán, để chúng ta có thể dùng các cái thuốc PPI và thấy bệnh nhân đáp ứng thì có đấy là một cái bệnh nhân bị trào ngược thực quản. Rồi các cái phương tiện khác hiện nay có thể hiện đại hơn là người ta đo pH của thực quản 24 giờ rồi kháng trợ thực quản, thì những cái phương pháp mà cho phép chúng ta ngoài để chẩn đoán bệnh lý trào ngược cũng như là phân biệt các bệnh lý khác. Nhiều bệnh lý mà chúng ta nhầm các bác sĩ cứ chẩn đoán là gợn trào ngược thực quản nhưng nó lại làm cái bệnh lý khác, tổn thương khác ở thực quản, đúng không? Thì những cái phương tiện này nó giúp cho mình phân biệt đó với các bệnh lý khác. Đấy, như tôi đã đề cập, tức là cái tổn thương mà không gây viêm thực quản, cái hoàn toàn là bình thường trên nội soi, đó là người ta hay gọi là nợt. Thế là những cái tổn thương nặng. Thế rồi các cái tổn thương ở thực quản, trào ngược gây viêm thực quản lâu ngày, tùy từng mức độ mà trên nội soi thì người ta chia làm các cái độ khác nhau, nặng, từ nhẹ đến nặng. Thì ở đây trào ngược mà gây viêm loét thực quản mà nặng nhất là độ D, tức là cái tổn thương loét nó gần như toàn bộ chu vi của thực quản nó nối với nhau. Và cái tổn thương nhìn rất điển hình trên nội soi thì cũng gặp một số bệnh nhân trào ngược thực quản. Thế thì khi mà một cái bệnh nhân mà đến với chúng ta mà có triệu chứng trào ngược thực quản thì chúng ta không nhất thiết phải soi dạ dày, soi thực quản dạ dày cho những cái bệnh nhân mà khi chúng ta hỏi bệnh đã rõ không có những cái yếu tố nguy cơ thì chúng ta cũng không cần thiết phải soi thực quản dạ dày để làm chẩn đoán cho bệnh nhân, mà chúng ta có thể là điều trị thử, bệnh nhân đáp ứng thì chúng ta có thể kết luận là đây có bệnh nhân này là bệnh lý trào ngược thực quản. Tuy nhiên là chúng ta phải thăm khám bệnh nhân, khi chúng ta thấy những bệnh nhân nó có những cái triệu chứng mà người ta gọi là triệu chứng báo động, ví dụ như bệnh nhân là đau nhiều khi nuốt, rồi nuốt khó, nuốt vướng, đúng không? Những cái triệu chứng mà bệnh nhân lại giảm cân, bệnh nhân có dấu hiệu chảy máu đi ngoài phân đen, hoặc chúng ta khám, nhiều khi chúng ta phải khám bụng bệnh nhân, nhiều khi là bây giờ chúng ta là không khám cái khám bụng bệnh nhân mà sờ thấy khối chẳng hạn đó, nhiều khi là phải thăm khám toàn diện bệnh nhân và hoặc là bệnh nhân có biểu hiện thiếu máu thì chúng ta phải nội soi những bệnh nhân này, nhất định phải nội soi để tìm các cái nguyên nhân khác, đúng không? Và nội soi ở đây nhiều bệnh nhân là khi chúng ta nói là trào ngược nhưng mà khi mà nội soi chúng ta mới phát hiện ra bệnh nhân này là bệnh lý co thắt thực quản, đúng không? Achalasia chẳng hạn. Một số trường hợp cũng cứ điều trị và bệnh lý trào ngược rất là lâu nhưng mà cuối cùng bệnh nhân là các cái bệnh lý khác co thắt tâm vị mà chúng ta phải nong thực quản chẳng hạn, mới điều trị ở những cái bệnh nhân này, đúng không? Và các cái tổn thương nội soi mà chúng ta phát hiện được mà nghi ngờ thì chúng ta cần sinh thiết. Cái phương tiện mà người ta có thể là đo pH thực quản để người ta kiểm tra cái mức độ rồi là thời gian trào ngược, đúng không? Bệnh nhân có thể trào ngược ban đêm hay là vào cái thời điểm nào, và những cái phương tiện này thì nó khá là phức tạp hơn, đúng không? Rồi tiếp theo là người ta có thể đo các trở kháng, đúng không? Người ta đánh giá được hình thái và áp lực, đánh giá sự co thắt của thực quản. Người ta có thể phát hiện các cái cơ chế là do là rối loạn cái chức năng của cơ thắt dưới hay không. Cái thời gian mà giãn trương lực thắng và thoáng qua của cơ thắt dưới như thế nào để người ta có thể chẩn đoán phân biệt với các cái bệnh lý khác chứ không phải là bệnh lý trào ngược, đúng không? Thế thì khi mà một bệnh nhân đã được chẩn đoán là bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản thì có cái điều trị ở đây là mục tiêu là phải giảm được triệu chứng cho bệnh nhân, giảm cái triệu chứng khó chịu cho bệnh nhân ở những bệnh nhân mà không có tổn thương trên thực quản. Còn những cái bệnh nhân mà có tổn thương ở thực quản các mức độ khác nhau, đúng không? Theo phân loại của Los Angeles chẳng hạn trên nội soi thì chúng ta phải điều trị để làm lành các cái tổn thương viêm đó và đẩy lui được cái triệu chứng lâu dài và đạt được cái kiểm soát được cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và đạt được cái kiểm soát axit của dịch vị để mà có cái đáp ứng trong điều trị. Thế thì ở đây thì
trong các cái nghiên cứu người ta thấy rằng là các cái yếu tố mà liên quan đến trào ngược đó là các cái chế độ mà đặc biệt là những người mà tăng cân, những người béo phì thì đó là những cái yếu tố liên quan đến bệnh lý trào ngược. Thứ hai là cái chế độ mà các cái đồ uống mà có ga, có carbonat thì cũng liên quan đến bệnh lý trào ngược. Thế một số các cái nghiên cứu người ta đánh giá về thuốc lá, về rượu, đồ uống có cồn, rồi cà phê thì người ta cũng không thấy có bằng chứng là liên quan đến cái bệnh lý này. Rồi là vấn đề HP như tiến sĩ Khanh cũng vừa mới nói thì cũng có rất là nhiều nghiên cứu để xem cái vai trò của HP nó có liên quan đến trào ngược hay không. Tuy nhiên rằng cũng không thấy có cái mối liên quan giữa HP và cái bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Thì đây là nếu mà một người mà béo phì chẳng hạn, đúng không? Một người tăng cân, một người thì bắt buộc bằng cái chế độ ăn, bằng tập luyện mình phải giảm được cái cân xuống thì mới có ý nghĩa. Chứ còn chứ không thì mình lại cứ phải dùng thuốc để duy trì ức chế axit suốt thì không được, đúng không? Thứ hai là tôi có dự một cái bài báo cáo về một cái phương pháp luyện tập, một cái nghiên cứu được báo cáo ở tuần lễ châu Á của Mỹ, thì người ta thấy rằng cái phương thức mà thở, người ta gọi là phương thức thở hoành, thở bụng ấy, thì nó như là một cái phương pháp yoga, theo tôi là như vậy. Thế nhưng mà theo những cái báo cáo của người ta, nếu mà bệnh nhân mà kiên trì tập luyện như thế bằng cái phương pháp nằm như hình vẽ, tức là đầu cao, gối co chân và thở chỉ bằng bụng thôi, chỉ sử dụng thở bụng và thời gian thở kéo dài, thì người ta nghiên cứu, người ta so sánh với lại nhóm chứng thì người ta thấy là cũng có cải thiện các triệu chứng của trào ngược. Thì cũng có thể là một cái phương pháp để bệnh nhân mà mọi người có thể tham khảo, thì cũng là một cái phương pháp, theo tôi cũng là một cái phương pháp dưỡng sinh tốt thôi ạ, nếu mà mình thở bụng, đúng không ạ? Thì đây là những cái bằng chứng thì người ta thấy rằng là so với cái nhóm chứng ấy, nó đều giảm các cái chỉ số về bệnh, nó có ý nghĩa so với thực tế. Thế còn các cái thuốc đầu tay hiện nay thì về điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản thì vẫn là vấn đề ức chế bài tiết axit để chúng ta nâng cái pH của dạ dày. Ức chế bài tiết thì hiện nay thì có rất là nhiều các cái thuốc từ cổ điển đến hiện nay, thì rất là nhiều nhóm thuốc ức chế những nhóm PPI ra đời. Trước đây là kháng H2, đúng không? Thì rồi bây giờ là omeprazole, esomeprazole, rồi rabeprazole, lansoprazole, rồi desaprazole, thì một loạt các cái thuốc ra đời, và những cái thuốc nó rất là có hiệu quả trong việc kiểm soát axit. Cho nên là những cái bệnh nhân mà trào ngược và sử dụng các cái thuốc này thì thấy là các cái triệu chứng nó giảm ngay. Tuy nhiên là nó có thể tái phát cái bệnh lý trào ngược, thì nó có thể là một thời gian bệnh nhân lại tái phát và có thể lại phải dùng lại. Thì đây là một loạt các cái thuốc như tôi trình bày, là ví dụ như pantoprazole, lansoprazole, omeprazole, esomeprazole, rabeprazole. Thì ngoài các cái phương thức điều trị là sử dụng các cái PPI đơn độc, thì người ta còn có thể là kết hợp với các cái nhóm thuốc, các cái nhóm thuốc prokinetic, điều chỉnh các nhu động đường tiêu hóa. Người ta kết hợp các cái thuốc này thì người ta cũng có thể thấy hiệu quả, nó có thể nó khá hơn một chút, đúng không ạ? Thấy cái kết quả nó có cải thiện các triệu chứng của trong điều trị rồi, khá hơn, đúng không ạ? Thế đây là ngoài ra thì người ta vẫn dựa vào cái khả năng ức chế axit của dạ dày. Đây là một cái nghiên cứu người ta so sánh các cái thuốc, trong đó thì nó có các cái thuốc từ giả dược đến omeprazole, pantoprazole, esomeprazole và rabeprazole, thì người ta cũng thấy vai trò của rabeprazole rất là tốt trong vấn đề là ức chế axit ở esomeprazole, đúng không ạ? Như cái vấn đề là ảnh hưởng đến cái khả năng ức chế ức chế axit của dạ dày, thì tiến sĩ Khanh vừa nói cũng đề cập đến tính đa hình, tức là cái chuyển hóa của các PPI qua axit
Type 2 C19, thì với những cái người mà có cái độ chuyển hóa cao ở mình, cái nghiên cứu mà với 165 bệnh nhân thì cái chuyển hóa và cái người mà cái tính đa hình mà có khả năng chuyển hóa cao của mình là khá là cao, đúng không? 44% như vậy là cao. Và với những người này thì nếu mà sử dụng những cái PVI mà chuyển hóa qua cái con đường CYP2C19 thì cái hiệu quả của thuốc nó không đạt được, đúng không? Nó không đạt được cao thì nó lại bị ảnh hưởng đến thời gian sử cái khả năng điều trị, cái tối ưu trong điều trị của bệnh nhân. Thế bên cạnh các cái thuốc ức chế bài tiết axit, rồi bên cạnh những cái thuốc prokinetic, thì một số bệnh nhân người ta thử nghiệm, người ta thấy rằng sử dụng các cái thuốc baclofen thì cũng có giá trị, cũng có ý nghĩa với những cái bệnh nhân mà trào ngược dạ dày thực quản, và người ta cũng thấy là có ý nghĩa trên những cái nghiên cứu. Và cái cơ chế của baclofen này có thể là nó cơ chế nó tác dụng đến cái trung lực của cái cơ thắt dưới, một trong những cái cơ chế mà có thể gây ra bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Bên cạnh đó thì người ta có thể dùng các cái dòng thuốc khác, ví dụ như các cái anginat trong điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản, thì cũng có thấy có hiệu quả cải thiện các triệu chứng của bệnh lý trào ngược. Người ta có thể điều trị kết hợp với các thuốc PVI để điều trị bệnh lý dạ dày để tăng cái hiệu quả của điều trị hơn. Thế đây là các cái bằng chứng của các nghiên cứu, thì người ta thấy rằng đều có cái giá trị mà đều cho cải thiện cái triệu chứng của bệnh lý GERD, đặc biệt là trong các cái trường hợp mà GERD tái phát, đúng không? Thế bên cạnh thuốc thì có khoảng 10% những bệnh nhân là rất là khó điều trị và tái phát, thì ngoài các cái phương pháp điều trị nội khoa thì người ta cũng có thể tiến hành các cái phương pháp điều trị ngoại khoa để người ta tạo hình lại cái tâm vị, đúng không? Đó. Nissen fundoplication nó tạo hình lại các cái ở vùng tâm vị, đây là phẫu thuật để điều trị cái bệnh lý GERD. Trong nội soi người ta cũng có những cái phương pháp để điều trị bệnh lý GERD, người ta Nhật người ta cũng có thể, một số trung tâm thì người ta cũng nên làm cái can thiệp an, tức là người ta dùng các cái snare, người ta cắt xung quanh cái vị trí phình vị mà sát tâm vị, nó gọi là can thiệp an, để nó về sau nó tạo thành một cái sẹo có vẻ như thế. Thì nhưng trong các cái hướng dẫn thì người ta không có nêu cái phương pháp này, nhưng mà một số các cái hội nghị thì người ta cũng đưa ra cái phương pháp đấy trong điều trị những cái bệnh lý mà GERD mà mình không thể dùng thuốc mà cải thiện các triệu chứng của bệnh nhân đấy. Mình gặp một số những bệnh nhân như thế sau khi mình đã sử dụng tất cả các cái thuốc, đúng không? Thế ngoài các cái thuốc, nhóm thuốc rồi ngoại khoa thì người ta cũng có một số các nghiên cứu, người ta cũng nói đến các cái thuốc mà theo cái hướng trầm cảm, thì cũng có một số các nghiên cứu thì người ta cũng có thấy cải thiện, nhưng thực ra trong các cái guideline hướng dẫn thì không có những cái hướng dẫn đó trong điều trị bệnh lý trào ngược. Đây là những cái về cái phẫu thuật thì người ta cũng thấy có hiệu quả cải thiện trên triệu chứng. Nói tóm lại thì bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản là một cái bệnh lý mà gặp rất là phổ biến. Ngoài chuyên khoa chuyên ngành về tiêu hóa thì còn gặp ở một số các chuyên khoa khác đến thăm khám, chuyên khoa tai mũi họng, thậm chí các cái chuyên khoa về hô hấp, đúng không? Về tim mạch. Thì cái điều trị thì rất là nhiều phương cách khác nhau, trong đó từ thay đổi lối sống, từ cách tập luyện, rồi các cái thuốc như tôi vừa mới trình bày, đặc biệt là các cái thuốc PPI ức chế axit, rồi thậm chí rồi đến các cái phương pháp phẫu thuật, thì tùy những cái giai đoạn cụ thể, tùy những cái bệnh nhân cụ thể mà mình có cái cách mà mình điều trị làm sao để đạt được cái hiệu quả cải thiện triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Cái bài trình bày của tôi thì đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Công Long đã có cái phần trình bày về bệnh lý trào ngược dạ dày. Chúng ta biết là trào ngược dạ dày thì có khá nhiều người bị mắc cái bệnh này. Tuy nhiên để có thể nhận biết được thì cũng còn nhiều những câu hỏi đặt ra. Thì xin thầy cho biết là cái bệnh trào ngược dạ dày thì cái mức độ nguy hiểm của nó như thế nào? Bệnh lý trào ngược dạ dày quản thì nói về nguy hiểm lâu dài thì nó cũng không nguy hiểm gì cả, nhưng mà nó gây ra bệnh nhân rất là khó chịu và ảnh hưởng đến cái hai cái mặt, một là chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, thứ hai là ảnh hưởng đến công việc của bệnh nhân. Thì đấy là những cái ảnh hưởng lớn nhất mà nó bị kéo dài, thì ảnh hưởng đến cả kinh tế và công việc mà, đúng không, ảnh hưởng nhiều thứ. Thì còn về bệnh lý thì nó cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng nguy hiểm cả. Vậy như thầy nói lúc nãy là có nhiều bệnh nhân được phát hiện ra trào ngược dạ dày khi mà đi khám tai mũi họng, bác sĩ tai mũi họng yêu cầu soi dạ dày thực quản để mà tìm ra nguyên nhân. Vậy thì ở trong cộng đồng ấy, bằng cách nào để dễ dàng nhất để họ có thể, những người dân có thể biết được là mình đang có cái triệu chứng như vậy, có cái nguy cơ là mắc bệnh trào ngược dạ dày? Thực ra thì cái bệnh lý trào ngược dạ dày thì ít triệu chứng mà biểu hiện điển hình, tức là cái về cơ mặt cơ chế của trào ngược dạ dày, tức là do cái axit ở dịch vị nó chạm, nó lên, nó tiếp xúc với cái niêm mạc của thực quản và nó tạo ra cái cảm giác rất là nóng rát, đặc biệt là cảm giác nóng rát đằng sau xương ức có từng đợt một. Và nếu đấy là những cái biểu hiện mà nó gọi là trào ngược dạ dày thực quản điển hình là mình có thể nhận biết được đó. Thì bệnh nhân là cảm thấy đau nóng rát, rát bỏng đằng sau xương ức, đấy là cái mà triệu chứng điển hình của trào ngược dạ dày thực quản, và người bình thường có thể nhận biết được cảm giác nóng rát và cảm giác này được những cái triệu chứng đó. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Công Long. Có một bạn chắc là một đồng nghiệp có hỏi là chẩn đoán trào ngược dạ dày có bắt buộc phải nội soi không ạ? Sợ bảo hiểm xuất toán. Chẩn đoán dạ dày trào ngược dạ dày thực quản thì như tôi mới trình bày thì thực ra thì ở những cái bệnh nhân cụ thể, và nếu mà chúng ta không thấy những cái triệu chứng gì báo động trên cái bệnh nhân mà chúng ta không khám, các cái triệu chứng báo động ví dụ như bệnh nhân đến với chúng ta ví dụ nuốt khó, nuốt vướng, thiếu máu, sờ khám thấy u cục, có biểu hiện nôn ra máu, đi ngoài phân đen, vân vân. Những cái bệnh nhân đó thì chúng ta phải có chỉ định soi dạ dày. Thế mà ví dụ bệnh nhân đến với chúng ta là một cái bệnh nhân trẻ tuổi, không có nguy cơ gì nhiều, không có nguy cơ gì, đúng không? Và có các cái triệu chứng ví dụ như là nóng rát, rát bỏng, ợ, chua, nóng rát, thì chúng ta có thể cũng cần phải soi dạ dày thực quản làm gì? Chúng ta có thể cho bệnh nhân điều trị thử bằng cái thuốc PPI, chúng ta kê đơn luôn cho bệnh nhân và chúng ta theo dõi, và chúng ta hẹn bệnh nhân tái khám. Bệnh nhân mà lỡ thì cái biểu hiện đó là trào ngược dạ dày thực quản chứ không cần thiết phải soi dạ dày, bởi vì tới 60% những bệnh nhân mà bị trào ngược dạ dày thực quản là không có tổn thương ở thực quản, chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy gì ở trên nội soi cả, cho nên là chúng ta không có thì hy vọng xem hình ảnh trên nội soi để những bệnh nhân mà không cần thiết. Vâng. Câu hỏi của bạn Hoàng Linh, xin thầy chia sẻ kinh nghiệm bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản điều trị kém đáp ứng, đã được nội soi nhiều lần, viêm dạ dày thực quản độ 2, dùng thuốc kém đáp ứng, điều trị 2 tháng với phác đồ giảm tiết axit, trung hòa dịch vị, chống trào ngược, nội soi lại, còn sau còn độ 1. Nhưng bệnh nhân vẫn chẳng được rất nhiều về đây. Thực tế thì cái số bệnh nhân đó thì chúng ta cũng có thể là những cái bệnh nhân mà bởi vì là những cái bệnh nhân mà một là tái phát rất là lâu, nó tới 10% trong chúng ta thấy là những bệnh nhân này thì bởi vì là đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn những cái thuốc PPI nó đạt hiệu quả cao, đó một là cái thuốc nó có đạt hiệu quả. Ví dụ như là cái bệnh nhân đó rơi vào cái bệnh nhân mà nó gọi là kiểu dạng mà gọi là chuyển hóa cao,
của cái chúng ta thì chúng ta đổi nó chỉ Brazil hoặc là tăng dụng Brazil chúng ta đổi, đấy là một là thuốc. Thứ hai là chúng ta phải tăng liều, chúng ta phải tăng liều lên bình thường, chúng ta dùng liều để dùng gấp đôi liều, rồi chúng ta có thể phối hợp với các cái thuốc prokinetic đúng không, Mosa Pri rồi là đúng không, metoclopramide đúng không, thì các cái thuốc đó rồi là hoặc là tùy nó ưu thế và triệu chứng thì chúng ta dùng các cái nhóm thuốc khác để điều trị thay đổi, chúng ta tăng liều của theo dõi. Vâng. Thôi bạn nào là để cho hỏi em hỏi là PPI có thể kiểm soát được axit ngay đầu không ạ? PPI có cái thể kiểm soát được axit những ngày đầu. Vì PPI thì sau khi hấp thu thì nó cũng có tác dụng sớm, cho nên là nó có kiểm soát được axit. Thì như tôi vậy là tùy bạn dùng cái nhóm khác nhau và lại cũng tùy từng cái người mà người ta có cái mức độ chuyển hóa, cái đấy nó cũng quan trọng đối với lại lựa chọn PPI. Một câu hỏi nữa của bạn Phạm Giang. Thế cho em hỏi, bệnh sa trực tràng trẻ em 5 tuổi đã điều trị bảo tồn, đỡ ít. Bây giờ phương pháp mổ can thiệp tốt nhất bây giờ là gì ạ? Xin cảm ơn thầy. Thế cái này thì thôi phải hơi xa sang vâng, câu hỏi khác. Thầy xin ý kiến của các thầy chuyên về nhi khoa, chứ tôi là ngoại đạo về cái phẫu thuật đấy. Cũng là ngành tiêu hóa nhưng mà là nhi khoa. Thì xin các bạn là coi như bao giờ mà có hội chẩn với các thầy bên ngoại nhi. Vâng, cảm ơn thầy. Cảm ơn câu hỏi của bạn Phạm Giang. Câu hỏi của bạn Nguyễn Thu Cúc. Em xin phép hỏi thời gian điều trị cho bệnh nhân trào ngược đã gây triệu chứng tại cơ quan khác và không có triệu chứng tại cơ quan khác phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nhiều bệnh nhân bị trào ngược lặp đi lặp lại, nên tư vấn bệnh nhân như thế nào để cải thiện chất lượng sống? Thực ra thì trong những cái khuyến cáo, ví dụ như chúng ta mà điều trị thử bệnh nhân ấy, thì người ta cũng khuyến cáo là dùng 2 tuần, dùng 14 ngày, xem bệnh nhân là có đáp ứng với thuốc hay không. Thế còn những cái thuốc mà điều trị những cái đợt mà trào ngược khuyến cáo là 8 tuần. Nhưng mà thực sự là nếu mà các bạn điều trị mà các cái PPI mà kéo dài thì các cái PPI nó cũng có những cái tác dụng phụ, đúng không? Khi mà chúng ta ức chế tiết axit thì như chúng ta biết là dạ dày nó như là một cái cửa ngõ, nó phòng thủ các cái bệnh xâm nhập đường tiêu hóa, đúng không? Nó có thể những cái tác dụng phụ như ỉa lỏng rồi rối loạn các cái hệ vi sinh vật ở trong cơ thể. Thứ hai là loãng xương, đúng không? Cũng có thể xảy ra. Thì chúng ta rồi là rối loạn các cái hấp thu khác, ví dụ như rất là nhiều yếu tố, đúng không? Vitamin B12 rồi magie rồi đủ các thứ. Cho nên là thực chất là cũng không khuyến cáo dùng dài quá, bởi vì nó có những cái tác dụng phụ như vậy. Thế thì bởi vì cái bệnh nhân trào ngược dạ dày có thể tái phát thì mình có thể là dùng ngắt quãng. Nếu mà người ta đỡ rồi thì có thể người ta thôi, sau đó người ta bị nặng mình lại quay trở lại, chứ không nên kéo dài, không nên mình dùng kéo dài quá. Thì có thể là theo một cái kiểu đó, thì có người người ta bị rất là kéo dài và nó cũng hay tái phát, thì mình có thể mình dùng theo những cái phương pháp on off, đúng không? Tức là mình khi mà nặng thì mình sử dụng, đúng không? Vâng. Cảm ơn thầy Long. Một câu hỏi của bạn Hoa Phan. Thầy cho hỏi bệnh nhân có triệu chứng thỉnh thoảng đau nóng, rát ngực, thường xuyên nghẹn, sau ăn cảm giác nghẹn hết cổ nhưng không khó nuốt. Bệnh nhân đã nội soi có viêm dạ dày, có khám chuyên khoa tai mũi họng, siêu âm tuyến giáp đều bình thường. Nhờ bệnh nhân này có nghĩ đến điều trị trong người dạ dày thực quản hay tìm nguyên nhân khác? Em cảm ơn. Trong thực tế lâm sàng ấy, ở cái bệnh nhân mà khi mà bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện nuốt nghẹn, chúng ta cũng phải hỏi rất là kỹ bệnh nhân nghẹn lỏng, nghẹn khi uống nước hay là ăn cái chất đặc nghẹn.
hay nuốt khó, thì một số những cái giai thời điểm đầu, ví dụ tôi nói ví dụ những cái bệnh lý mà có thắt tâm vị chẳng hạn, khi mà nó mới với những bác sĩ nội soi mà không kỹ, không quan sát kỹ thì có khi cũng không nhận biết ra được nó là cái bệnh lý đó đâu. Thì nhiều khi nó không, lại không phải là trào ngược. Thế nhưng mà tuy nhiên là nếu mà mình đã nội soi rồi, đúng không? Mình đã nội soi rồi, mình loại trừ được những cái tổn thương thực thể ở thực quản, đúng không? Ví dụ không có loét, không có viêm, đúng không? Không có nhiễm các cái vi sinh vật khác, có trường hợp về nhiễm nấm, nhiễm đủ các thứ, nó cũng có thể gây ra triệu chứng như vậy, đúng không? Thì mình cũng có thể là điều trị theo cái hướng viêm thực quản trong đường dạ dày thực quản, đúng không? Dạ vâng, cảm ơn thầy. Có một bạn hỏi, cả bạn Trần Anh Tuấn hỏi là bệnh nhân có tăng men gan dùng PPI như thế nào, thưa tiến sĩ? Bệnh nhân có tăng men gan thì đầu tiên là bạn phải tìm nguyên nhân của tăng men gan. Tại sao là bệnh nhân lại tăng men gan? Tăng men gan ở đây là ví dụ các cái bệnh lý mà chúng ta hay gặp của chúng ta, thì chúng ta hay gặp nhất là do viêm gan virus. Bạn phải đi khám, bạn kiểm tra viêm gan virus B, viêm gan virus C là cái nhóm bệnh hay gặp nhất. Hay bệnh gan nhiễm mỡ do rượu, không do rượu, rồi những cái bệnh nhóm bệnh lý khác, mình phải tìm được cái nguyên nhân của tổn thương đó. Thế nếu mình tìm ra nguyên nhân, mình phải điều trị cái bệnh lý đó trước. Thế còn trong cái trường hợp bắt buộc mà bạn phải dùng PPI, đúng không, để điều trị, ví dụ bây giờ bạn xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày đại tràng, bạn bắt buộc của bạn phải dùng để bạn ngăn ngừa cái tái chảy máu sau khi các bạn kiểm soát chảy máu bằng nội soi, thì các bạn song song điều trị nguyên nhân viêm gan thì các bạn vẫn dùng PPI. Chứ nếu mà bạn không dùng thì trong cái tình huống đó thì tùy từng bệnh nhân cụ thể thôi. Đó. Cảm ơn thầy. Các bạn Lê Cường với câu hỏi tiến sĩ Long là thầy cho em hỏi việc kết hợp sao cho hợp lý giữa PPI và doperidone. Thực chất thì người ta cũng thấy là cái kết hợp nó cũng có hiệu quả để cải thiện các triệu chứng của bệnh lý trào ngược. Thì bạn có thể kết hợp PPI các nhóm một thuốc thôi, trong nhóm PPI với Motilum đấy, ý bạn định hỏi cái thuốc đó, đúng không? Thì có cải thiện và người ta cũng có khuyến cáo để mình kết hợp, không sao cả. Và câu hỏi nữa của một nickname rất hay là đi giữa mùa xuân. Xin phép hỏi thầy về mối liên hệ giữa trào ngược dạ dày và Barrett thực quản. Xin cảm ơn thầy. Thực ra thì cái Barrett thực quản thì người ta cũng có khuyến cáo đây là một trong những cái mà phải chỉ định để soi dạ dày. Nhưng mà đặc biệt là ở phương Tây thì đó là những cái tổn thương mà Barrett dài, Barrett trên nội soi mà dài, thì những cái trường hợp đó thì cái nguy cơ mà nó có thể ung thư thực quản, nguy cơ ung thư thực quản, nên là người ta phải xử lý và người ta phải theo dõi chặt bệnh nhân. Tuy nhiên là tôi cũng làm nội soi thì tôi thấy là ở nước chúng ta ấy, thì cái barrett thực quản nó phần lớn là những cái barrett ngắn, nó không có liên quan gì nhiều đến các cái nguy cơ đó với cái ở những cái bệnh nhân trào ngược, và cũng hầu như chưa gặp bệnh nhân nào barrett dài mà để chúng ta phải lo lắng quá về vấn đề barrett. Bạn Hồng Nguyễn có câu hỏi là thầy cho em hỏi bệnh trào ngược dạ dày thực quản có liên quan gì đến yếu tố di truyền không ạ? Tôi cũng không thấy có những cái nghiên cứu liên quan đến của các cái bệnh trào ngược dạ dày với di truyền người ta đề cập. Bạn Thuận Vũ với câu hỏi là thầy cho em hỏi viêm trào ngược thực quản độ A, ho nhiều đã điều trị PPI nhưng triệu chứng ho cải thiện ít, có nên cân nhắc dùng thêm kháng sinh histamine không ạ? Thêm kháng histamine ạ? Kháng histamine thì trước đây thì thực ra thì bạn có thể là đây là cái viêm thực quản trào ngược đã có tổn thương ở thực quản,
thì chúng ta cũng phải điều trị một đợt thời gian kéo dài ít nhất là 8 tuần, đúng không? Thứ hai là nếu mà các bạn mà điều trị mà nó không thấy đáp ứng thì các bạn tăng liều PPI lên, đúng không ạ? Tăng liều PPI thì cái khả năng đáp ứng nó sẽ cao hơn. Dạ. Mời các anh chị trong hội trường chúng ta có câu hỏi gì? Chúng ta có thể hỏi tiếp thầy Long. Kính thưa anh Sĩ Long, kính thưa các anh chị đang ngồi tại hội trường đây tại trung tâm khám chữa bệnh từ xa của bệnh viện Bạch Mai. Một cái chủ đề rất là hay khi mà chúng tôi truyền thông lên nhận được phản hồi rất tích cực từ tất cả những người quan tâm. Đặc biệt là khi đăng lên Facebook trong vòng khoảng rất ngắn, như tôi nhận được với con số lượt người vào xem cũng như là vào kích vào cái like rất là lớn, trong mấy hồi lên được mấy trăm lượt like, đã thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với cái vấn đề về tiêu hóa cũng như nội dung của chúng ta hôm nay. Và chúng ta có trình bày của tiến sĩ Vũ Trường Khanh, giám đốc trung tâm tiêu hóa gan mật, tiến sĩ Nguyễn Phú Long, giám đốc trung tâm tiêu hóa gan mật, hai thầy đầu ngành về tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai, đến với ta hai nội dung rất phổ biến trong bệnh tiêu hóa. Và như vậy chúng ta đã qua được hơn một tiếng, gần một tiếng rưỡi, và cũng chắc chuẩn bị đến kết thúc với nhiều câu hỏi đặt ra. Thì xin cuối được những lời lại cho tiến sĩ Nguyễn Hùng Long sẽ có cái phần kết cho buổi chiều hôm nay. Xin mời tiến sĩ Long. Kính thưa quý thầy cô và các anh các chị, các bạn đồng nghiệp, chiều hôm nay thì với hai cái chủ đề, một là chủ đề về Helicobacter pylori và chủ đề về trào ngược dạ dày thực quản, cũng được sự quan tâm lắng nghe của các quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp, thì cũng có rất là nhiều các cái câu hỏi trao đổi để chúng ta thấy rõ hơn được cái vai trò của HP và cái điều trị HP cũng như là điều trị bệnh lý dạ dày trào ngược dạ dày thực quản trong thực hành lâm sàng của chúng ta. Và một lần nữa thì xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và các anh chị các bạn đồng nghiệp. Dạ, xin cảm ơn